Thưa quý vị, nút giao thông Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng vừa được cải tạo, lắp đặt đèn tín hiệu, góp phần xóa được điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Đây là những vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại nút giao thông này. Theo đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Ngũ Hành Sơn, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do các phương tiện đến điểm giao nhau không giảm tốc độ, thiếu quan sát, không nhường đường cho xe vào nút. Chỉ trong gần một năm, nút giao thông Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt hại nặng về tài sản. Gần đây nhất là xe ô tô tải mang biển số 43C-13254 do ông Nguyễn Xuân Đạt trú tại quận Liên Chiểu. Điều khiển theo hướng Bắc Nam đến ngã tư Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng thì xảy ra tai nạn với xe 92C-15969 do ông Nguyễn Phước Bạn trú quận Cẩm Lệ điều khiển đi hướng Đông Tây. Hậu quả ông Bạn bị thương nặng, hai ô tô bị biến dạng. Cái nút giao thông ngã tư Minh Mạng với Nguyễn Phước Lan trước đây là chưa có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, thì cái phương tiện mà lưu thông ở trên tuyến đường này là rất phức tạp, vì cái ngã tư này nó chưa có đèn tín hiệu nên là phương tiện đến khi mà đến cái ngã tư này là hầu như là không giảm tốc độ mà để mà xảy ra cái tai nạn giao thông trên cái tuyến này là rất nhiều. Thì em cũng bảo vệ khu vực này, thì thấy khi mà chưa có đèn tín hiệu á, thì đường rộng trống á, thì xe nào mạnh xe nó chạy là tai nạn liên tục, cũng là 6-7 vụ tai nạn ô tô, 3-4 vụ gì đó tai nạn xe máy, nhưng mà không ảnh hưởng đến người, chủ yếu là tài sản hơn nhiều. Để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn, Ban An toàn giao thông quận Ngũ Hành Sơn đã vận động một số doanh nghiệp đầu tư cải tạo, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, xây dựng giải phân cách mềm tại đường dẫn nút giao Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng. Qua 3 tháng triển khai, nút giao thông này đã có đèn tín hiệu hoạt động. Tình hình giao thông hiện đã ổn định. Nói chung từ tháng 5 đến nay thì đã lắp cái tín hiệu đèn giao thông. Thì bây giờ hầu như là các vụ tai nạn giao thông đó là giảm hẳn, là hầu như là đảm bảo được cái bình yên trên cái tuyến đường này. Hầu như là không có xảy ra tai nạn. Hiện trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn còn nút giao thông Võ Quý Huân, Nguyễn Duy Trinh, phường Hoa Hải có mật độ phương tiện lưu thông đông, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, nên Ban An toàn giao thông quận tiếp tục kiến nghị thành phố sớm lắp đặt đèn tín hiệu cảnh báo để hạn chế xảy ra va chạm giữa các phương tiện tại nút giao thông này.